Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với bản tin thể thao sáng ngày 12 tháng 8. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những thông tin chính. Đội tuyển Việt Nam chốt xong lịch đá giao hữu với Nga. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần thứ 5 về nhì tại Civic League. Bruno Fernandes ký hợp đồng với MU, lương cao top đầu. Bảng xếp hạng chung cuộc Olympic 2024, Mỹ vượt qua Trung Quốc để nghe thở. Sau đây là nội dung chi tiết. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với đội tuyển Nga vào ngày 5 tháng 9 và gặp Thái Lan vào ngày 10 tháng 9 trong khuôn khổ FIFA Days. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân Mỹ Đình thay vì sân Thống Nhất như dự kiến ban đầu. Đây là những trận đấu được kỳ vọng cao khi đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đối đầu với các đối thủ mạnh. Bên cạnh đó, đội U20 Việt Nam cũng sẽ thi đấu giao hữu với U20 Nga vào các ngày 6 tháng 9 và ngày 9 tháng 9. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua Thái Lan 1-3 trong trận chung kết chặng 2 Civic League 2024 diễn ra tối 11 tháng 8 tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Sau khi thua 2 set đầu với tỷ số 22-25 và 17-25, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng ở set 3 với tỷ số 25-19. Tuy nhiên, trong set 4, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu thiếu ổn định và thua 15-25, chấp nhận vị trí Á quân lần thứ 5 tại giải đấu này. Thái Lan đã lần thứ 7 giành chức vô địch Civic League. Bruno Fernandes đã đồng ý ký hợp đồng mới dài hạn với Manchester United kéo dài đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Theo Fabrizio Romano, mức lương của Fernandes sẽ tăng đáng kể, đưa anh trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Old Trafford, vượt mức lương hiện tại là 240.000 bảng một tuần. Trước đó có tin đồn Fernandes có thể rời MU với sự quan tâm từ PSG và Al Nassr. Kể từ khi gia nhập MU vào tháng 1 năm 2020, Fernandes đã ghi 79 bàn và có 66 pha kiến tạo trong 233 trận, đóng góp quan trọng vào thành công của đội. Đoàn thể thao Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để giành ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Paris 2024 nhờ tấm huy chương vàng phút cuối ở nội dung bóng rổ nữ. Trước đó, Trung Quốc dẫn đầu với 40 huy chương vàng, nhưng Mỹ đã giành chiến thắng kịch tính 6-7, 6-6 trước Pháp, giúp họ cân bằng số huy chương vàng với Trung Quốc và vượt lên nhờ nhiều huy chương bạc và huy chương đồng hơn. Nhật Bản xếp thứ 3, Australia thứ 4 và chủ nhà Pháp thứ 5. Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Hà Lan, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Italia và Đức. Đoàn thể thao Việt Nam không giành được huy chương nào và trắng tay tại Thế vận hội lần thứ 2 liên tiếp. Đoàn thể thao Philippines là đại diện khu vực Đông Nam Á có thành tích tốt nhất ở Olympic Paris với 2 huy chương vàng, 2 huy chương đồng và xếp vị trí thứ 37 chung cuộc. Và đây cũng là những thông tin đáng chú ý của bản tin thể thao tổng hợp sáng nay. Các bạn đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube Báo Thanh Hóa. Xin chào và hẹn gặp lại!